Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão Koinu vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cách phía nam đảo Đài Loan khoảng 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ đêm ngày 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm ngày 4 tháng 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét. Ngoài ra, ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Ngày và đêm ngày 4 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến bão Koinu, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ từ khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều cường ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Nhận định xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.